Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọt, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên giam phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên giam phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta xin như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trắng. Rồi anh thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi nào ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tôi đi dự nhiều lễ an táng, đến thăm hỏi phúng viếng nhiều gia đình. Tôi thấy hầu hết chúng ta bao trùm đám tang bằng một bầu u ám. Có phải chúng ta cứ bao trùm đám tang bằng một bầu u ám? Từ cái cờ rồi đến cái kèn rồi đến tiếng khóc thì đang lay bóng. Dĩ nhiên chết thì ai cũng sợ, vì mình không biết là nó sẽ như thế nào. Thôi tính tự nhiên ai mà chẳng sợ chết. Dĩ nhiên một người thân yêu của mình ra đi, ai mà không buồn? Ai đã ra đi mà chẳng từng quyến riêng, rời yêu thương mà đã mấy ai vui? Dĩ nhiên chúng ta xót xa khi thấy rằng anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, lẫn đưa anh đi về bồi quần rồi nằm xuống. Không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai từng ngày. Dĩ nhiên, và bản tính tự nhiên của chúng ta là như thế, cảm xúc của chúng ta tự nhiên là như thế. Nhưng, thưa anh chị em, chúng ta là con cái của ai? Trả lời, chúng ta là con cái của ai? Chúng ta là con cái của ai? Với người kia con ai không biết sao không có nói. To lên, chúng ta là con cái của ai? Của Chúa. Chúng ta là con của Thiên Chúa và thực sự chúng ta là con của Chúa. Mà Chúa là Đấng hằng sống, Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, Chúa là tình yêu. Cho nên mình là con của Chúa và mình vẫn ghi rằng là trong niềm tin của Đức Kitô sống lại, chúng tôi báo tin thế này thế kia. Trong niềm tin của Đức Kitô sống lại mà là chúng tôi báo một tin buồn là sao? Tin của Đức Kitô sống lại là vui hay buồn? Vui. Buồn. Mà chúng tôi lại báo một tin buồn là buồn hay vui? Buồn. Thế thì mình thấy đôi khi mình mâu thuẫn với cái niềm tin của mình, và mình thể hiện lòng tin của mình ấy nó dường như nó ngược với lại điều mà Chúa nói trong bài đọc ngày hôm nay, bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Chúa xé bỏ mọi chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước.
người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Nghe, đang buồn, đang khóc phải không? Nghe, đang là sầu rĩ, đang là sầu buồn, đang là khóc lóc. Nghe. Đức Chúa là Chúa được sẽ lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ưu nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy, Chúa lau sạch mọi dòng lệ, lau khô mọi dòng lệ trên mọi khuôn mặt và xóa sạch nỗi ưu nhục của dân. Ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trong đời người và đã được người thương cứu độ, chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Nào ta cùng có lên, nào ta cùng vì chúng ta trúng số độc đắc. Con nào ta cùng nào ta cùng vì được người cứu độ, hoan hỷ vui mừng vì được người cứu độ. Cho nên thưa anh chị em, có lẽ trong ngày lễ cầu hồn, ngày lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời, chúng ta phải mặc lấy một cái bầu khí mới, mặc lấy một khuôn mặt mới, mặc lấy một cách nhìn mới, cách suy nghĩ mới và cách thể hiện niềm tin mới. Không thể cứ như những người dân mà chưa nhận biết Chúa được. Như là Tobia nói, chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta không thể cưới vợ kết hôn như những người không nhận biết Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể cứ mặc lấy bầu khí tan chế như những người không nhận biết Thiên Chúa. Anh chị em thấy đôi khi đến gia đình nào đám tang cũng có một cái bầu thông tín khu quẩn, có khi màu đen, rồi thì bao nhiêu cái vòng hoa cứ đau buồn tiếc thương, tiếc thương đau buồn, rồi thành kính phân lưu, rồi hoa cường hoa bướm đủ mọi thứ hết. Tất cả những cái đó nó có giúp cho người qua đời được cái gì không? Có hay không? Không được thì thêm 100 vòng hoa nữa. Có hay không? Vậy thì thêm thuê 100 ca viên hát cho nó rầm lên, thay vì chỉ có 10 ca viên hôm nay cho nó rầm lên, có thêm gì được cho người chết không? Vậy thì mời 100 chai đến lượt đấy, có thêm được gì không? Thôi thì 100 hộp kèn luôn, đúng không? Đúng không? Bây giờ làm đám tang là ai đi đám tang phát cho người cùng mình, đúng không? Được. Nghe nói có thùng gì là thấy phấn khởi, bài này chắc là bài nào bà cũng đi. Có người đi lễ được đi về được cùng mình, cứ vậy đi lễ được cùng mình, thế là ta rủ nhau ta đi lễ cho đông, còn đến thì đông quá, mình nhận được có thùng mì, phấn khởi. Nhưng đi lễ về cùng mình có hơn có được cho người chết được cái gì không? Cũng không luôn. Cho nên tất cả những cái đó, anh chị em mình là người công giáo, mình là người con cái của lòng Chúa thương xót, thì tin vào Chúa là đến nhiều lòng thương xót. Tin vào Chúa chỉ có xót thương chứ không có trừng phạt, thì lý do gì mà mình phải buồn, lý do gì mình phải lo, lý do gì mình phải sợ? Vì Chúa nói đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, đừng linh hồn nào sợ đến bên ta. Thế chẳng đến với lòng Chúa so thương mình vẫn khác, ta tìm được chôn cửa đường, đến với lòng Chúa xót thương không chút đau bận vướng. Cho nên thế gian mình dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn tâm là có cảm xúc, có cảm giác, có buồn, có thương, có tiếc, có nhớ, có mong, chuyện đó là đương nhiên, nhưng không được phép dừng lại ở đó. Nếu mình dừng lại ở đó, Chúa nói thì với Maria, Chúa nói với Marta, em con không chết đâu. Nếu con tin vào Thầy là đấng hàng sống thì Thầy
là đứng hằng sống mà tại sao con còn sợ? Nếu con tin rằng thầy là đứng dầu lòng tươi sót thì tại sao con còn sợ? Thì thưa anh chị em, khi mà chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn thì điều quan trọng là chính bản thân mỗi người chúng ta, mình nhìn vào hình ảnh lòng thương xót của Chúa hơn là nhìn tới cái hình ảnh trừng phạt rồi lửa rồi mọi sự khủng khiếp đó. Trong ngày kinh hãi ấy, Chúa nổi cơn thịnh nộ vân vân, chắc chắn giờ của sự công phạt sẽ đến. Lúc đó mình không còn có cơ hội nữa. Nhưng đây bây giờ là giờ của lòng thương xót, thì nghĩ gì mình phải cho lòng thương xót hơn là bước nhanh hơn cả Chúa là đến với sự công thẳng và sự trừng phạt. Và nếu mà không nghĩ đến sự công thẳng, nghĩ đến sự trừng phạt thì mình để cho mình giật mình, để mình hồi tỉnh, để mình tỉnh giấc, mà đừng dìm mình, đắm mình vào trong vũng tội, trong những đam mê nữa, kẻo mất linh hồn xa hỏa ngục. Nếu có nghĩ thì nghĩ như thế, để mà mau chóng quay trở về đường ngay nẻo chính. Cho nên thưa chị em, những người công giáo mình tập kích, bây giờ thay vì mình có bao nhiêu cái vòng hoa đấy, bây giờ mình biến cái vòng hoa đó thành một lời cầu nguyện đẹp lòng thương nhất bằng cách nào kia, bằng cách nào? Thay vì 100 vòng hoa mỗi vòng hoa 1 triệu, tức là 100 triệu, 100 triệu đó đang tiêu tán hết xong đám tang trở thành một đống rác, 100 triệu thành một bãi rác, phải không? Bây giờ mình biến 100 triệu ấy thành cái gì mà lợi được cho các linh hồn hả? Và cái gì à, là việc bác ái. Đương nhiên là mình có xin lễ rồi, chắc chắn là có xin lễ rồi, ta không nói. Nhưng mà cái cạnh đó thì lại làm quá nhiều, quá hức. Rạp thì dựng thật to, hoa thì thật là nhiều, nhà thì có khi nhà thì bé, không còn có chỗ cho người. Mình nhét hết hoa vào trong rồi, rồi nó sắc cái mùi lên, chứ không nổi mùi hoa, mùi hương, mùi đế, mùi đú, thứ hết nó làm cho mình bước vào trong đám tang, mình cảm thấy hãi hùng là như là phải thôi. Tại sao không làm những đám tang thật đơn sơ, thật là ý nghĩa, thật là ý nghĩa, và mang một cái màu sắc vui tươi, hân hoan, phấn khởi. Vì bài học hôm nay đó là mình hân hoan, vui mừng. Chúng ta hãy hân hoan, vui mừng. Con trai trong lễ cầu hôn mà sẽ đọc cái bài gì mà hãy hân hoan, vui mừng. Tôi thấy người ta cứ thuộc lòng cái thứ ai mà là già lớn tuổi là chọn bài đọc cái sách hôn hoan, cứ đâu người đồ bạc thì đáng kính trọng. Cứ cái sách hôn hoan nó đọc cho người khánh diện thì bây giờ người già lớn chết đồ bạc thì đáng kính trọng, cho nên phải đọc cái bài đọc đó. Bao nhiêu lời của Chúa trong sách Kỳ Quốc, nhất là trong đất nước, rất là nhiều bài để các cho mình lựa chọn phục vụ. Tại sao mình không lựa chọn? Mà cứ người đồ bạc thì đáng kính trọng, cũng giống như cứ đám cưới thì sách tô bia làm cho phù nó bị nghèo nàn đi. Phù của lời Chúa rất là phong phú, Chúa dọn cái bữa tiệc lời Chúa rất phong phú. Và trong thân lễ cầu hồn cầu với các linh hồn đã qua đời cũng rất nhiều bài đọc, rất nhiều lựa chọn. Mà nhất là cái sách tên nước Thư Follow, như bài đọc hôm nay chia nghe Thư Follow nói là những đau khổ đời này sẵn gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc. Giống như người mẹ đau thắt khi mà sinh con, nhưng mà sinh được đứa con rồi thì nó vui mừng biết chừng nào. Vậy thì chúng ta cũng vậy, những đau khổ, những tủi nhục ở đời này vì danh Chúa sẵn gì với những vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc, mà những người thân yêu chúng ta đang được hôm qua lễ các thánh. Hôm nay những người thân yêu ấy, những người thân yêu của chúng ta chưa được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc vì còn đang được thanh luyện ở luyện ngục, ta cầu nguyện cho họ. Thì thay vì tiêu tốn những vòng hoa, chúng ta dùng cái đó làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo để họ nhớ mà cầu nguyện cho người thân yêu của mình qua đời. Có đẹp không? Có ý nghĩa không? Và người ta nhìn vào đạo Công giáo, ta thấy rằng đạo Công giáo đúng là đạo yêu thương, đúng là đạo của lòng thương xót, ngay cả chết rồi mà vẫn còn tỏ lòng thương xót. Thấy chưa? Đẹp không? Cho nên bố tôi chết, bố tôi dặn rất kỹ, không được làm đám tang to,
không được đặt ở trên cao, đặt sát xuống đất, và bao nhiêu tiền phú yếu phải lấy chia sẻ hết cho người nghèo, không được có bất cứ một vòng hoa nào, không được ăn uống lưu điều gì cả. Ngày dỗ bạn ta, dỗ ba năm thì là chỗ trong này cứ là thật đơn sơ, thật nhỏ, càng nghèo hèn bao nhiêu thì càng đẹp lòng Chúa bấy nhiêu. Ông cụ dặn rất kỹ, chị tôi chết cũng như thế, và nếu mẹ tôi sắp chết mà có chết thì cũng cứ như thế, và tôi chết tôi đã làm xong như chút rồi, làm như chút trước, đưa con về trên đọc, bảo anh làm về bảo không, con yêu cầu làm như thế này là hiến mình cho ta học gì đó, người ta lấy mắt mũi tay chân gì đó để cho những người khác cứu khác, mà đã, nếu mà không cho khác thì thiêu, và trên chỉ cái họ thật là nhỏ, chẳng thể sát trên mặt đất, đừng có chết được rồi, thân là cao, thân là to để làm cái gì, về để cứu đất thì còn dương lên để làm cái gì. Và thưa chị em, tiền mà bao nhiêu hối kèm, bao nhiêu là chống sách lấy đó chia sẻ cho các em cô nhi, chia sẻ cho những người già neo đơn, họ còn nhớ và cổ vũ cho mình, có thích không? Có phải là đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cả người qua đời không? Nếu mà người qua đời mà họ có thể chối nhận được, dẹp hết mấy cái này đi, cái này tao không ăn được, hoa này tao không ngửi được, cỗ bàn này, rượu chè này chúng mày ăn tao đâu có hưởng được, tao chỉ muốn làm việc ba cái mà thôi. Người chết thiệt về sẽ nói với chúng ta như vậy. Vì sao thưa chị em? Vì khi còn sống, họ đã không thực hiện lòng bác ái cho đủ. Bây giờ họ phải đền, phải trả lại những cái đó. Bây giờ không còn cơ hội để đền trả nữa rồi, hết rồi. Chúng ta đang sống trong giờ của lòng thương xót, họ đang sống trong giờ của sự tôn thẳng, rõ ràng. Thế nên hai bên mở cửa, một bên là lòng thương xót, một bên là sự tôn thẳng. Ngày xưa tham lam, ngày xưa tích để đi, ngày xưa chỉ biết giữ tiền, không biết cho tiền, ngày xưa chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Bây giờ có đem tiền nó xuống hỏa ngục được không? Có đem tiền nó xuống địa ngục được không? Này kim cương của cô đâu hết rồi? Hả? À, có đem xuống địa ngục được không? Có những người chết ở phòng chư niên, nó bảo là mã lên biết không? Răng vàng, có những người chết mà không kịp gỡ răng vàng ra, nó biết. Tức là lúc mà chết chưa kịp làm lễ mở cửa mã, nó đã mở được trước rồi, nó chạy hết ra. Người xưa mà còn cái thời mà khó khăn, nó còn lấy cả hòm nữa, bây giờ biết. Tại vì tôi mua quan tài cho người nghèo, không biết mà, nó hỏi tôi ra lấy hàng second hand, quan tài mà còn quan tài second hand, cũng là quan tài Sài Gòn. Bỏ đâu nó quan tài Sài Gòn sản dấu gì cả. Những nhà giàu nó làm quan tài đẹp lắm. Còn mấy thằng trộm người nó đem nó đào rồi mã lên, nó lấy những quan tài này bán lại cho chúng con. Đúng không? Khi tôi chẳng biết quan tài cầm hỏa táng mà bỏ quan tài đẹp quá, hạ xuống rồi đẩy vô rồi thiêu, nó đâu có đẩy ngay đâu. Không, nó mở quan tài, nó thay quan tài khác, nó đẩy của nó đốt. Quan tài đẹp quá nó uổng nên là lấy quan tài ra rửa sạch bán điên. Tôi cũng không biết chuyện đó, nhưng mà tôi thấy được một chuyện đó là gì? Là những cái mà mình đem theo sang trọng lắm, quý hoa lắm, có đem được đi đâu cũng chứ. Và lần tới người ta bất phạm nữa, lần tới người ta phạm tội nữa. Thế thì tội gì mà mình làm cái quan tài dày bộn vậy? Mối mỏ không ăn được thì lại càng mấy mốt phải có cải mổ, cải mã lên thì lại sợ. Cái chú mãi mà vẫn chưa ra thì mình sợ hơn thế không? Cái bác trời trừng lên người thì ta thấy đó là những điều đó nó không đem lại ích lợi gì cho mình cả, không đem lại ích lợi gì cho mình cả. Vì Chúa nói rằng Chúa đã xóa hết tất cả lòng khô mọi giọt lệ và xóa mọi nỗi tủi nhục của ta rồi, cho nên không có lý do gì để mình u buồn, làm cho lòng tin của mình có việc lung lay lung lạc, và làm cho những người mà đang sống ở trong cái gia đình mà nhà hiếu thì cũng cảm thấy buồn vì lý do là chẳng ai đến mà giúp cho mình thêm niềm tin, thêm niềm hy vọng, mà cứ chia buồn rồi cứ khóc lóc, cứ rủ lại hết xuống với nhau.
thì còn gì là niềm hy vọng nữa, còn gì điều mà Phaolô bảo rằng là những đau khổ đời này sẽ gì vinh quang, mà ta thấy là lòng thương xót Chúa ngay cả cuối cùng thì Ngài cũng đâu có bỏ đâu, ngay cả cuối cùng cái giờ phút cuối cùng đấy mà nếu mà quay trở lại như là người trộm bên tay trái bên tay phải, phải hay trái, người trộm bên tay trái bên tay phải quay trở về với Chúa, trả lời nghe xong cái trả lời tay trái tay phải, bên phải tên trộm bên phải tên nào cũng là người trộm hết, mà chúng bên phải bảo rằng chúng ta chỉ thế này là đáng lắm rồi, nhưng ông này ông có làm gì nên tội đâu, ông này không có làm gì nên tội đâu, mà nói rằng lạy Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài vào trong nước của Ngài. Bên trái bên phải đâu có phải là bên đúng, là chị ấy nói bên nào cũng được, miễn là mình tin hạnh vào Chúa. Nếu tôi đứng bên trái của Chúa mà tôi bảo với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, được không? Không được, mày muốn nói mày phải sang bên phải, có phải như vậy không? Và bên trái thì bảo ông có con, ông cứu ông đi, con bị ung thư vú để đó, chú cứu con đi. Chú bảo mày nói vậy là chạy sang bên trái, có cần vậy không? Không. Nếu con tin thác vào Chúa thì bên trái hay bên phải cũng là lòng thương xót của Chúa. Trong trái tim của Chúa, bên trái hay bên phải cũng là trái tim. Có phải bên trái là không phải trái tim, bên phải mới là trái tim không? Không. Cho nên Matthew nói bên trái là sự thách thức, bên phải là sự tín thác. Nếu mà mình tín thác vào Chúa thì ngay lập tức mình chạy vào bên phải. Nếu mình nghi ngờ, mình thách đố thì ngay lập tức mình chạy sang bên trái. Nếu mình đang ở bên trái nhưng mà mình sám hối như cái cô bé lúc nãy của Linh, anh sẽ có thấy một cái điểm nó đau xót như thế này không? Mình là người công giáo, mình đi khấn đi cầu nguyện, vậy mà phải để cho một cô bác sĩ không công giáo nói với mình là phải chạy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, mà nói 5 lần 7 lượt mới chịu đi, chẳng nghe nó xót xa. Đáng lý ra cái cô ấy, cô có đạo ấy phải là người nói với người bác sĩ không có đạo là tôi không sợ đâu, tôi có lòng thương xót của Chúa, phải vậy chứ phải không? Cho nên người không có đạo thì là tín thác, kẻ có đạo thì là thách thức. Thầy sẽ thấy một cái sự thật đau lòng như vậy, và Chúa là ta đau lòng vô cùng khi mà biết bao nhiêu người được ta tuyển chọn ưu tiên đặc biệt thì lại nghi ngờ lòng thương xót của ta. Những người được Chúa lựa chọn đấy, là những giáo sĩ đấy, là những người mà được Chúa lựa chọn riêng đấy, ơn gọi riêng đấy, thì lại thách thức lòng thương xót của Chúa. Trong khi biết bao nhiêu những con người đau khổ, bệnh tật, đói khổ, những người dân nghèo, rốt nát, quê mùa, thì lại một lòng tín thác vào Chúa. Còn những người có chức có quyền, những người có địa vị, có học thức thì lại thách thức. Đó là mê tín. Giờ mình thách thức. Ôi mình đi cầu như con Chúa, con Chúa hỏi mình không. Ôi đó là nhảm nhí. Thách thức vào Chúa. Thách thức vào Chúa thì mày chết như thế này là đáng tội của mày rồi, chứ không còn lưu vô gì nữa. Không có tín thác vào Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chỉ còn là sự công thẳng mà thôi, thưa anh chị em.